Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong bản tin chiều ngày 7 tháng 2, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Ottawa tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi đoàn xe tải thề sẽ biểu tình tiếp diễn làm tê liệt thủ đô. Cư dân Ottawa và người biểu tình bấm còi đụng độ tại tòa án. Rạp chiếu phim, các buổi hòa nhạc và địa điểm thể thao mở cửa trở lại ở Quebec. Hệ thống luật pháp của Canada nói gì về các lệnh yêu cầu vaccine tại nơi làm việc? Vận động viên trượt tuyết Max Parrott giành huy chương vàng đầu tiên của Canada tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Canada giành huy chương Olympic đầu tiên ở môn ski jumping tại Thế vận hội Bắc Kinh. Tổng thống Pháp đến Moscow trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng về Ukraine. Nước Úc mở cửa chào đón thế giới sau 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch. Trung Quốc phong tỏa thành phố ở biên giới Việt Nam khi các ca mắc COVID-19 gia tăng. Việt Nam nới lỏng các hạn chế ở các khu vực Zero Covid có thể khiến 2 triệu người chết trong một năm, theo một nghiên cứu của Trung Quốc. Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại trường học sau khi đóng cửa kéo dài một năm do đại dịch. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Ottawa trong tình trạng khẩn cấp, nhiên liệu bị tịch thu khi những người lái xe tải thề sẽ ở lại. Ottawa đang trong tình trạng khẩn cấp khi cuộc biểu tình của người lái xe tải tiếp tục làm tê liệt các khu vực thủ đô. Và những người dân tại trung tâm thành phố thất vọng với cuộc biểu tình đã ra hầu tòa trong ngày và họ đã được thẩm phán đồng ý cấp lệnh yêu cầu đoàn xe tải dừng bấm còi xe liên tục. Trung tâm Rideau, tòa thị chính Ottawa, một sân trượt băng ngoài trời, hai chi nhánh thư viện công cộng và hai phòng tiêm chủng COVID-19 vẫn đóng cửa do đường liên tục bị đóng và giao thông khiến các khu vực trung tâm thành phố không thể tiếp cận. Chính phủ liên bang đã đề xuất một cuộc họp ba bên với các chính quyền tỉnh và thành phố để đưa ra kế hoạch chấm dứt cuộc biểu tình khi những người lái xe tải thề sẽ ở lại cho đến khi tất cả các hạn chế COVID-19, khẩu trang và quy định tiêm chủng được dỡ bỏ. Hôm thứ Hai, lãnh đạo đảng NDP Jagmeet Singh đã kêu gọi Hạ viện tổ chức một cuộc tranh luận khẩn cấp liên quan đến cuộc biểu tình của người lái xe tải. Và ông nói, trong một tuyên bố rằng, tình hình ở Ottawa đã đạt đến điểm khủng hoảng. Thị trưởng Ottawa, Tim Watson, nói rằng tình trạng khẩn cấp được ban bố vào Chủ nhật mang lại nhiều sự linh hoạt hơn cho nhân viên thành phố để có được thiết bị và vật tư mà không phải trải qua các quá trình bổ sung. Thị trưởng cho biết, nhóm này nói rằng họ đang hướng tới sự tự do và chống lại những đợt đóng cửa, nhưng chính họ đang khóa cửa trung tâm thành phố của chúng ta. Ưu tiên số một của chúng tôi là kết thúc điều này một cách hòa bình. Ông Watson cho biết, thành phố sẽ điều động thêm cảnh sát và các nguồn lực để kết thúc cuộc biểu tình trong những ngày tới. Đêm Chủ nhật, Sở Cảnh sát Ottawa đã thể hiện sự quyết tâm để cắt nguồn cung cấp nhiên liệu từ những người tham gia đoàn xe tự do, thu giữ hơn 3.000 lít nhiên liệu đang được cất giữ trong một bãi đậu xe. Cảnh sát thông báo rằng 7 người đã bị bắt và hơn 100 vé phạt đã được phát vào tối Chủ nhật vì các tội như phá hoại, lái xe trong khi bị cấm, bấm còi quá nhiều, không thắt dây an toàn, có sẵn rượu và các hành vi phá hoại dẫn tới thiệt hại tài sản. Có hơn 60 cuộc điều tra hình sự liên quan đến đoàn xe tải, chủ yếu vì những hành động phá hoại, đe dọa, tội ác thù hận và thiệt hại tài sản. Hơn 450 vé phạt đã được đưa ra từ sáng thứ Bảy. Cuộc biểu tình của đoàn xe tải đã được các quan chức Ottawa mô tả là một cuộc bao vây, chiếm đóng ngoài tầm kiểm soát. Ước tính có khoảng 5.000 người, 1.000 xe tải và phương tiện cá nhân tham gia cuộc biểu tình vào cuối tuần. Người dân Ottawa đã yêu cầu ban hành lệnh cấm các xe tải đậu trên đường phố bấm còi suốt ngày đêm. Thẩm phán tòa thượng thẩm Hugh Martin đã nghe các tranh luận vào chiều thứ Hai và đưa ra lệnh cấm trong 10 ngày. Một số cuộc biểu tình khác đã diễn ra trên khắp đất nước để ủng hộ đoàn xe chính ở Ottawa. Phó giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Carleton,
Stephanie Calvin cho biết, áp lực do các cuộc biểu tình tạo ra sẽ không khiến chính quyền cấp tỉnh hoặc liên bang dỡ bỏ các quy định một cách dễ dàng như vậy. Ông Calvin trích dẫn dự đoán của cảnh sát trưởng Ottawa Peter Slowly rằng những cuộc biểu tình này sẽ có thể kéo dài trong nhiều tháng và ngay cả khi cảnh sát giải tỏa đoàn xe khỏi Ottawa, những người lái xe tải sẽ cố gắng quay lại nhiều lần. Tòa án ban hành lệnh cấm bấm còi ở trung tâm thành phố Ottawa trong 10 ngày. Một thẩm phán Ottawa đã ban hành một lệnh cấm tạm thời để chấm dứt những tiếng còi đã gây khó chịu cho cư dân ở trung tâm thành phố Ottawa trong 11 ngày qua. Thẩm phán Hughes Marlin nói trong một phiên tòa ở Ottawa hôm thứ Hai, việc bấm còi không phải là một cách để thể hiện những suy nghĩ. Yêu cầu về lệnh cấm xuất phát từ một vụ kiện tập thể được đề xuất để trình lên Tòa án Công lý cấp cao Ontario vào thứ Sáu bởi luật sư Paul Chan thay mặt cho khách hàng của mình là Jesse Lee, một công chức 21 tuổi. Lệnh này cấm những bị cáo hoặc bất kỳ người nào khác tham gia vào cuộc biểu tình chống vaccine, sử dụng còi xe trong khu vực lân cận trung tâm thành phố. Đề xuất ban đầu yêu cầu lệnh cấm bao gồm khu vực phía bắc của Queensway, huyết mạch chính đông tây của thành phố. Luật sư Chan cho biết, còi hơi và còi xe lửa được sử dụng ở tần số âm thanh từ 105 đến 120 decibel trong thời gian dài và có thể gây tổn thương thính giác vĩnh viễn. Cứ mỗi giờ trôi qua, người dân Centretown sẽ bị tổn hại, ông nói với phiên điều trần. Thẩm phán cho rằng những người tham gia có quyền biểu tình và việc cấm bấm còi sẽ không tước đi quyền đó. Kels Wilson, một luật sư đại diện cho ba nhà tổ chức biểu tình có tên trong đơn kiện, lập luận rằng các khách hàng của ông Tamara Leak, Benjamin Dieter và Chris Barber không phải chịu trách nhiệm cá nhân về vụ ồn ào. Ông cũng nói rằng những gì Ottawa đang trải qua là một cuộc phản đối cấp cơ sở chống lại các biện pháp đại dịch. Ông nói, có thêm bằng chứng cho thấy cư dân ở trung tâm thành phố Ottawa không cảm thấy họ bị tổn hại và đây là một phần của quá trình dân chủ. Ông Marlin cho biết, lệnh này sẽ chỉ có hiệu lực trong 10 ngày. Tòa án đã tiếp tục trở lại khi hai bên và ông Marlin trình bày những thông tin chi tiết của lệnh. Rạp chiếu phim, các buổi hòa nhạc và địa điểm thể thao mở cửa trở lại ở Quebec. Các địa điểm thờ tự, địa điểm giải trí và thể thao được phép mở cửa trở lại sau khi đóng cửa từ tháng 12, cùng các giới hạn sức chứa và yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng khi vào cửa. Rạp chiếu phim, rạp hát, phòng hòa nhạc và các địa điểm thể thao như Bell Centre, sân nhà của đội hockey Montreal Canadiens, có thể mở cửa trở lại với sức chứa 50% hoặc tối đa 500 người. Giới hạn đối với những người được tiêm phòng trong các nơi thờ cúng được đặt ở mức 250 người. Các sự kiện ngoài trời cũng có thể tiếp tục với giới hạn 1.000 người tham dự. Giai đoạn thứ hai của kế hoạch mở cửa lại của tỉnh có hiệu lực trong bối cảnh số ca nhập viện liên tục giảm trên khắp Quebec. Giai đoạn tiếp theo sẽ thấy các hạn chế được dỡ bỏ đối với tất cả các môn thể thao trong nhà, phòng tập thể dục và spa kể từ ngày 14 tháng 2, trong khi các quán bar và sòng bạc sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Hệ thống luật pháp của Canada nói gì về các lệnh yêu cầu vaccine tại nơi làm việc? Các chuyên gia pháp lý cho biết, những thách thức pháp lý đối với các quy định vaccine và các biện pháp y tế mà người chủ sử dụng lao động đã yêu cầu đang được thẩm phán ở Canada bác bỏ, chủ yếu ủng hộ cho nhu cầu duy trì nơi làm việc an toàn trong thời kỳ đại dịch. Họ nói rằng, hầu hết các vụ việc có phán quyết đều liên quan đến sự bất bình của nhân viên tại những nơi làm việc có công đoàn. Adam Svaglio, một luật sư việc làm tại Ontario cho biết, những quyết định đầu tiên đã được đưa ra của các thẩm phán rõ ràng đã tạo ra một tiền lệ ủng hộ người chủ sử dụng lao động và nghĩa vụ của họ trong việc duy trì một nơi làm việc an toàn. Một quyết định giảng hòa gần đây giữa Hydro One và Liên minh Công nhân Điện lực đã bác bỏ những bất bình của nhiều công nhân bị nghỉ việc không lương vì không tuân thủ chính sách tiêm chủng COVID-19 của công ty. Chính sách yêu cầu những công nhân chưa được tiêm chủng và những người từ chối tiết lộ tình trạng tiêm chủng phải thực hiện các xét nghiệm nhanh thường xuyên.
Trong quyết định của mình, Thẩm phán trưởng John Stutt cho biết chính sách này là hợp lý và cần thiết để giải quyết các vấn đề sức khỏe và an toàn đang diễn ra phát sinh từ đại dịch. Thẩm phán cũng đã bác bỏ quan điểm của công đoàn rằng người lao động lẽ ra có thể làm việc tại nhà. Ông Stutt cho biết hầu hết các nhân viên bị ảnh hưởng không thể thực hiện công việc của họ từ xa và xét nghiệm là một giải pháp thay thế hợp lý cho vaccine. Trong một trường hợp khác, một thẩm phán đã bác bỏ đơn khiếu nại của công đoàn Teamster Local 847 chống lại Maple Leaf Sports and Entertainment. Công đoàn cáo buộc công ty đã vi phạm thỏa ước tập thể sau khi cho công nhân nghỉ việc không lương do tình trạng tiêm chủng không được tiết lộ. Thẩm phán Noam Chersin cho biết những người có quyền cần ủng hộ các quy định tiêm vaccine tại nơi làm việc để giảm sự lây lan của COVID-19, đặc biệt là ở những nơi nhân viên làm việc gần nhau. Ông nói thêm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động là thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ người lao động, như được quy định trong đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Trong khi đó, ông cho biết Maple Leaf Sports and Entertainment đã thực hiện các bước để bảo vệ tính bí mật của thông tin. Trong một trường hợp khác, UFCW Canada Local 175 cho rằng chính sách vaccine của Bân Canada là một sự thực thi quyền quản lý không hợp lý khi yêu cầu nhân viên tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân của họ. Khi bác bỏ đơn khiếu nại, thẩm phán Robert Herman cho biết chính sách vaccine của công ty chế biến thực phẩm này là một việc thực hiện quyền của ban quản lý hợp lý trong việc ban hành các chính sách tại nơi làm việc. Các chuyên gia cho biết, những trường hợp này nhấn mạnh sự ủng hộ rộng rãi hiện nay đối với các quy định tiêm chủng tại nơi làm việc và các biện pháp y tế. Nhưng họ nói rằng, sự cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe và cộng đồng và bảo vệ các quyền tự do của người dân Canada có thể dần thay đổi khi tỷ lệ lây lan suy giảm và tỷ lệ tiêm chủng tăng lên. Vận động viên trượt tuyết Max Parrott giành huy chương vàng đầu tiên của Canada tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Max Parrott đã giành được huy chương vàng đầu tiên của Canada tại Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh ở môn trượt ván tuyết nam vào thứ hai. Anh Parrott đã thống trị con dốc cùng với đồng đội Matt Morris, người đã giành được huy chương đồng. Đây là kỳ Thế vận hội thứ hai liên tiếp mà hai vận động viên Parrott và Matt Morris cùng đứng chung bục trong sự kiện này. Là một người con của vùng Bromont, Quebec, anh Parrott đã đạt được huy chương vàng, một sự nâng cấp từ huy chương bạc của chính mình tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang năm 2018. Chiếc huy chương này đã tới 3 năm sau khi anh ấy trải qua hóa trị để điều trị bệnh ung thư hạch Hodgkin. Tôi không còn cơ bắp, không còn năng lượng, không còn hoạt động được nữa. Tôi nhớ rằng tôi đã hút kiệt sức bởi các phương pháp điều trị. Anh Parrott nói với lá cờ Canada trên vai, đã có những lúc tôi muốn từ bỏ tất cả vì việc thức dậy vào sáng hôm sau cũng thật khó khăn để được đứng ở đây 3 năm sau và giành được huy chương vàng. Điều đó hoàn toàn điên rồ. Chắc chắn là tôi đã dự đoán điểm số cao hơn một chút. Anh đã nói thêm. Trong sự kiện này, anh Parrott đạt 90,96 điểm một cách vượt trội trong lần thứ hai, thách thức các đối thủ bắt kịp mình. Anh Mark Morris có số điểm tốt nhất ở lượt chạy thứ ba là 88,53 điểm, nhưng không đủ để bắt kịp đồng đội của mình. Trong khi đó, lịch sử cũng được thiết lập lại ở một bộ môn khác. Canada giành huy chương Olympic đầu tiên ở môn ski jumping tại Thế vận hội Bắc Kinh. Canada đã giành được huy chương đồng lịch sử trong môn nhảy đồng đội hỗn hợp tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 vào thứ hai. Đội gồm các vận động viên Olympic Alexandra Lutit, Abigail Strait, Marcel Sokup và Mackenzie Boyd-Close đã mang về cho Canada huy chương thứ 6 của Thế vận hội và chiến thắng Olympic đầu tiên ở môn thể thao nhảy trượt tuyết. Số điểm 884,6 điểm của Canada là đủ để giành huy chương đồng trong một cuộc thi sát sao khi Nga giành huy chương bạc với số điểm 890,3 và Slovenia đã giành được huy chương vàng với số điểm 1001,5. Sự kiện đồng đội hỗn hợp lần đầu tiên xuất hiện ở Olympic tại Thế vận hội Bắc Kinh diễn ra tại trung tâm nhảy trượt tuyết Trương Gia Khẩu. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của Canada trong sự kiện nhảy trượt tuyết là hạng 7 đơn nam tại Thế vận hội năm 1988 ở Calgary.
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Tổng thống Pháp Moscow trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng về Ukraine. Nước Úc mở cửa chào đón thế giới sau 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch. Trung Quốc phong tỏa thành phố ở biên giới Việt Nam khi các ca mắc Covid-19 gia tăng. Bành Soái nói rằng cáo buộc tấn công tình dục là sự hiểu lầm to lớn, đồng thời tuyên bố giải nghệ. Việc nới lỏng các hạn chế ở khu vực Zero Covid có thể khiến 2 triệu người chết trong một năm, theo một nghiên cứu của Trung Quốc. Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại trường học sau khi đóng cửa kéo dài một năm do đại dịch. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Pháp đến Moscow trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng về Ukraine. Trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang lo ngại rằng Điện Kremlin đang có kế hoạch xâm lược Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai đã bay đến Moscow để thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm bớt căng thẳng với Ukraine. Ngay sau khi hạ cánh xuống thủ đô Nga, Tổng thống Macron cho rằng ông lạc quan trước cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, nhưng ông không tin vào phép màu. Ông nói, tôi lạc quan một cách hợp lý nhưng tôi không tin vào những phép màu tự phát. Moscow đã dành một sự chào đón thận trọng cho chuyến thăm của Tổng thống Pháp, nói rằng họ sẽ lắng nghe những ý kiến từ ông. Nhưng người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng tình hình quá phức tạp để mong đợi những đột phá mang tính quyết định chỉ trong một cuộc họp. Trước chuyến đến thăm Moscow, Tổng thống Macron đã điện đàm cho các đồng minh phương Tây, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine. Ông sẽ có chuyến thăm đến Kyiv vào thứ Ba. Theo hai nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron cho biết, mục đích của chuyến thăm này của ông là nhằm kéo dài thời gian và đóng băng tình hình căng thẳng trong vài tháng. Ít nhất là cho đến cuộc bầu cử siêu tháng 4 ở châu Âu, bao gồm ở các quốc gia như Hungary, Slovenia và Pháp. Nước Úc mở cửa chào đón thế giới sau 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch. Nước Úc hôm thứ Hai cho biết họ sẽ mở cửa lại biên giới cho những du khách đã được tiêm vaccine trong tháng này, chấm dứt 2 năm đầy chật vật của ngành du lịch, nối lại dòng người nhập cảnh cũng như khả năng bơm hàng tỷ đô la vào nền kinh tế số 13 thế giới. Trong những tháng gần đây, nước Úc đã có những động thái để nới lỏng kiểm soát biên giới, chẳng hạn như cho phép người nhập cư có tay nghề cao vào đất nước và sắp xếp việc đi lại không có kiểm dịch, còn được gọi là bong bóng du lịch với một số quốc gia như New Zealand. Nhưng việc chính thức mở cửa trở lại, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 21 tháng 2, sẽ cho phép mọi người từ mọi nơi trên thế giới có thể đến Úc, miễn là họ đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Cũng như những nơi khác trên thế giới, các ca nhiễm COVID-19 ở Úc đã tăng vọt trong những tuần gần đây do biến thể Omicron. Tuy nhiên, với hơn 9 trong số 10 người ở Úc trên 16 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ, các ca mắc mới và số ca nhập viện dường như đã có dấu hiệu chậm lại, theo các nhà chức trách cho biết. Quốc gia này đã báo cáo chỉ hơn 23.000 ca nhiễm mới vào thứ Hai, con số thấp hơn nhiều so với mức cao nhất là 150.000 người được báo cáo trong vòng khoảng một tháng trước. Khoảng 2,4 triệu ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận kể từ khi ca mắc Omicron đầu tiên được phát hiện ở Úc vào tháng 11. Kể từ đó, Úc chỉ thống kê được khoảng 200.000 trường hợp, tổng số người chết ở đất nước là 4.248 người kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trung Quốc phong tỏa thành phố ở biên giới Việt Nam khi các ca mắc COVID-19 gia tăng. Để đối phó với sự lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại địa phương, các nhà chức trách ở thành phố Base, hay còn gọi là Bách Sắc, phía tây nam của Trung Quốc giáp với Việt Nam đã ra lệnh cho người dân ở nhà từ thứ Hai và tránh đi lại không cần thiết. Sự bùng phát ở Bách Sắc với dân số khoảng 3,6 triệu người là nhỏ theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng các biện pháp hạn chế được đưa ra nhằm tuân theo hướng dẫn của đất nước để nhanh chóng ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào xảy ra. Nỗ lực càng khẩn trương hơn trong thời gian tổ chức Thế vận hội mùa đông, bắt đầu hồi thứ Sáu tuần rồi và kéo dài đến ngày 20 tháng 2. Ít nhất 10 tỉnh, khu vực và thành phố ở Trung Quốc đã phát hiện các ca mắc Omicron lây truyền tại địa phương, nhưng con số tổng thể không được công bố rõ ràng. Trung Quốc cũng đã đình chỉ các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, giao thông công cộng, các trường học và trì hoãn việc mở cửa các cảng nhập cảnh dọc theo biên giới quốc tế.
Theo truyền hình nhà nước đưa tin, người dân nên ở trong nhà ngoại trừ đi mua nhu yếu phẩm hoặc xét nghiệm COVID-19, đồng thời nên chọn hình thức giao hàng bất cứ khi nào có thể thay vì mua tại cửa hàng. Tính cả Bách Sắt, đến ngày 6 tháng 2, Trung Quốc đã báo cáo 45 ca mắc có triệu chứng trong nước, tăng so với 13 ngày trước đó. Số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc hiện vẫn là 4.636 người. Banh Soái nói rằng, cáo buộc tấn công tình dục là sự hiểu lầm to lớn, đồng thời tuyên bố giải nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn có kiểm soát hôm thứ Hai, ngôi sao quần vợt Trung Quốc Banh Soái cho biết rằng cáo buộc tấn công tình dục của cô đối với một quan chức hàng đầu của Trung Quốc vào năm ngoái là một sự hiểu lầm to lớn. Tấn công tình dục? Tôi chưa bao giờ nói rằng có người nào đó đã bắt tôi phải phục tùng một vụ tấn công tình dục, theo tờ Le Equipe của Pháp dẫn lời của Banh Soái. Bài đăng này đã dẫn đến một sự hiểu lầm to lớn từ thế giới bên ngoài, Banh Soái cho biết thêm. Mong muốn của tôi là ý nghĩa của bài đăng này sẽ không còn bị hiểu sai nữa. Khi được hỏi tại sao bài đăng không còn xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội Weibo của cô, Banh Soái nói rằng tôi đã xóa nó và lý do là vì tôi muốn như vậy. Bên cạnh việc trả lời những đồn đoán xoay quanh cáo buộc của cô, nhiều nguồn tin cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, Banh Soái đã tuyên bố rằng cô sẽ từ giã giới quần vợt. Theo hãng tin AP đưa tin, Banh Soái chia sẻ nguyên nhân giải nghệ là vì cô không chắc rằng bản thân có thể sẽ tiếp tục tham gia các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp trở lại bởi vì cô đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đầu gối. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Banh Soái đã thông qua mạng xã hội Weibo để cáo buộc cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ đã ép cô quan hệ tình dục vào năm 2018. Người này sau đó còn lạm dụng cô trong mối quan hệ. Bài đăng sau đó đã bị xóa và Banh Soái đã có một khoảng thời gian vắng bóng trước công chúng. Một tháng sau đó, Banh Soái đã bác bỏ các cáo buộc tấn công tình dục của mình bằng một đoạn video. Theo đó, cô cho rằng mọi người đã có nhiều hiểu lầm về bài đăng ban đầu của cô ấy. Việc nới lỏng các hạn chế ở các khu vực Zero Covid có thể khiến 2 triệu người chết trong một năm, theo một nghiên cứu của Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, việc khôi phục sự di chuyển dân số bình thường đến các khu vực không Covid như Trung Quốc sẽ gây ra khoảng 2 triệu ca tử vong trong một năm và chìa khóa để kiểm soát virus là phát triển các loại vaccine có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm tốt hơn. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các nghiên cứu từ Chile và Anh để tính toán hiệu quả cơ bản của vaccine hiện tại, bao gồm CoronaVac của Sinovac được sử dụng ở Chile và các mũi tiêm Pfizer và Oxford AstraZeneca ở Anh. Theo đó, họ ước tính hiệu quả cơ bản đối với bệnh có triệu chứng của vaccine là 68,3%, trong khi đó hiệu quả cơ bản của loại vaccine hiện có chống lại khả năng tử vong là 86%. Ước tính hiệu quả chống lại nhiễm trùng được tìm thấy là 30% dựa trên dữ liệu của Anh. Hiệu quả chống lại bệnh có triệu chứng và tử vong dựa trên dữ liệu được trích xuất từ một nghiên cứu về CoronaVac ở Chile. Nhưng ngay cả với tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu là 95%, nếu sự di chuyển dân số được khôi phục vào năm 2019, các nhà nghiên cứu ước tính rằng tất cả các khu vực Zero Covid sẽ chứng kiến hơn 234 triệu ca nhiễm trùng trong vòng một năm, bao gồm 64 triệu ca có triệu chứng và 2 triệu ca tử vong. Họ cho biết, để giảm tỷ lệ mắc COVID-19 xuống mức cúm sau khi khôi phục khả năng vận động bình thường, hiệu quả của vaccine chống nhiễm trùng cần phải tăng lên 40% và hiệu quả chống lại bệnh có triệu chứng cần phải tăng lên 90%. Điều quan trọng hơn đối với vaccine là nên có hiệu quả chống lại nhiễm trùng hơn là chống lại các bệnh có triệu chứng hoặc tử vong. Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất gắn bó với chính sách không Covid, bất chấp những cảnh báo rằng điều đó có thể làm tổn hại đến sự tăng trưởng. Những nước khác như Singapore, Úc và New Zealand đã từ bỏ chiến lược này và ủng hộ học cách chung sống với Covid. Trung Quốc đã tăng gấp đôi thông điệp không có Covid và tiếp tục phong tỏa toàn bộ các thành phố. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đang được tổ chức trong một bong bóng kín, động thái mà một số vận động viên đã gắn mác là một biện pháp thái quá. Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại trường học sau khi đóng cửa kéo dài một năm do đại dịch.
Bộ Y tế Việt Nam cho biết, sau khoảng một năm đóng cửa vì đại dịch hoành hành, dự kiến có hơn 17 triệu học sinh Việt Nam sẽ trở lại trường học vào thứ Hai. Hầu hết các trường học sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 2. Trong một tuyên bố riêng vào cuối tuần, chính phủ cho biết họ dự định mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Hơn 75% trong số 98 triệu người dân Việt Nam đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Các nhà chức trách hiện đang đặt mục tiêu tiêm nhắc lại cho toàn bộ dân số trưởng thành vào cuối tháng 3. Các trường học ở thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa trở lại từ thứ Ba với các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra nhiệt độ và áp dụng các quy trình trong trường hợp phát hiện các trường hợp dương tính, theo nhà chức trách cho biết. Đến nay, Việt Nam đã báo cáo hơn 2,34 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 38.300 ca tử vong. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị 2 lần một ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin quý vị đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Nếu đây là lần đầu xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Chúc các bạn sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/covid-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.